Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đi biển để tìm đá mọi người. Mình vừa tới nè. Trời giấc này cũng rờ mờ sáng à, nên ánh sáng hơi bị thiếu chút xíu nha. Với lại mình ngồi cặp mé biển nè, sóng nó vỗ hơi ồn tí xíu. Đó. Nguyên cái bãi đá này người ta khai thác ở trên đồi nha. Trên đồi người ta đem xuống, người ta đổ lắng ra biển nè. Để mình tìm xem thử coi có viên đá nào đẹp đẹp không nha mọi người nha. Giờ mình xin ngưng để khi nào có phát hiện gì mình sẽ mở máy cho mọi người xem nha. Đây mình cho mọi người xem nè, củi đá rất là nhiều luôn nha. Đó. Đủ màu, đủ loại luôn. Giờ có mấy khối trên đó kìa. Xanh, đỏ, tím gì cũng có, vàng luôn nha. Nhưng mà không biết có viên nào sử dụng được không. Chưa thấy viên nào hết, toàn là thấy vỏ ốc không à. Ở đây sông biển lúc mà nó chưa đổ lắng ra, nó đập đánh vô đây nên đá được bào mòn nè, rất là bóng luôn. Nguyên một bãi luôn. Đá đâu mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy được cái lưỡi câu mực nè mọi người. Nè. Đó. Không biết phải lưỡi câu mực không nữa, chắc theo mình đoán là đây là lưỡi câu mực nha. Nè. Cái này giống hình con tôm giả nè. Mà tôm ăn mực sao ta? Ủa mực ăn tôm sao ta? Hay là lưỡi câu bạch tuộc? Nhìn cái lưỡi câu này ngộ thiệt chứ. Ở nước biển nó không xét, chắc nó bằng chất liệu inox quá à. Nè. Có viên đá này nó lên cái màu nè. Đỏ nhưng mà nó không được trong nha. Rồi, mình ngưng mình tìm tiếp luôn. Đây luôn mọi người. Đây là một cái địa điểm khác nha. Đây là nguyên một bãi sỏi nha. Sỏi mà được là biển nó đánh nó mòn nè. Rất là bóng nha, có hạt anh luôn nè. Đó. Không. Nhưng mà đặc biệt cái là nè. Nó mòn nè. Cái này mới hấp dẫn nè mọi người ơi. Vô mánh rồi. Nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Nguyên bãi này khá là đông nha. Đó, sóng biển kìa. Dài lơ đẳng luôn kìa. Đá đẹp đẹp không nha. Chắc có lẽ mình ngưng để mình lượm một mớ quá, rồi nữa mình cho mọi người xem cái mà thành quả sau nha. Tại giấc này sóng biển nó đánh hơi dâng nước tí xíu. Đó. Nè. Đang ngồi cặp máy biển luôn. Rồi mình xin ngưng để mình nhặt một tí coi. Đây mình cho mọi người xem đá ở đây rất là đỏ nha. Cái màu đỏ nè. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Khủng khiếp. Để mình lượm một số đá đỏ này về mình test thử coi. Nè. Nó gần cái nó mất nét nha. Mình để xuống dưới, mình để xa xa. Có cái viên đá này nè, nó ánh chiếu. Chưa có nắng, trời không có nắng, phải trời có nắng nó chiếu mới giữ. Nè. Cả một bãi đá luôn nè. Dài đắng kìa. Đó. Đủ màu sắc lên chân luôn. Nè. Đá đỏ quá là nhiều luôn nè. Có một cụm này nha. Còn nới đằng kia thì không có. Nè, bên đây đá trắng nè. Biển thì bao la luôn mọi người ơi. Nè mọi người, ở đây có nguyên cái khu này nè, nguyên cái bờ luôn. Mênh mông luôn nha. Toàn là đá đỏ không à. Nhưng mà này nó hơi mềm tí xíu nha mọi người nha. Để mình lựa mấy viên nào cứng cứng á. Mình lượm thử ra nó ra làm sao. Nè. Nguyên bãi đá đỏ luôn. Đó. Cặp đây cặp biển nha. Có người đang thả lưới luôn kìa. Ok, chắc này chắc có lẽ mình xin ngưng để mình đi về quá mọi người. Tìm được có mấy viên à. Mà không có cái gì đặc biệt chứ. Nên mình ít có mở máy lắm. Đây mình cho mọi người xem cái thành quả nè. Chắc này trời quá trời gió luôn.
đó, được một số viên đá. Mấy viên này trong nha, này mình chưa rửa đâu, tại nước nước mặn á, nó rít quá à. Để về nước ngọt mình rửa luôn. Đó. Một số loại nha. Có viên này nó có cấu trúc như là sapphire gì đó. Mình không biết có phải hay là không. Hứng vô biển biết muốn bị cảm luôn mọi người. Nè, có cái bông thạch anh nè. Bông thạch anh nhìn khá là đẹp luôn nha. Đó. Chiến lợi phẩm mình bữa nay được có bao nhiêu rồi nha mọi người nha. Đó. Nè, mọi người xem kỹ cái bông thạch anh nè. Có viên này hơi trong trong đựng tí nè. Cũng thạch anh không. Còn những viên đá có màu hơi đỏ đỏ này, không biết màu đá gì luôn, nhưng mà chắc chắn là không phải là ruby rồi. Rồi vậy thôi, chắc có lẽ mình xin ngưng cái clip này đây luôn mọi người. Nếu mọi người thấy yêu thích cái clip này, xin nhớ để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để xem tiếp những clip đi tìm đá tiếp theo của mình nha. Viên này khá là tròn nè. Vậy thôi, mình xin chào mọi người luôn nha.